Đây, chạy chân này. Ông này đang đấy, con vịt này đang chạy chân này. Đó, đi nó cứ lò gò nó nhảy 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 này. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Anh em mình hôm nay lại đi làm một lần vịt vào lúc trời mưa này. Bẩn quá. Đàn này đang bị ho hen rất là nhiều, cực kỳ nặng luôn, kiếp ho gian đi luôn. Tôi xin giới thiệu với mọi người là cái tình trạng mà vịt bị reo virus ấy, cái hiện tượng mà vịt bị tễnh chân ấy, thì cũng xin chia sẻ với mọi người là bằng những cái lịch sử mà mình đã từng đi điều trị cho khách hàng ấy, thì cái khu vực này của cái nhà anh Thắng này là cái đàn lần đầu tiên mà mình gặp cho cái vấn đề gọi là bị tễnh chân ấy. Thì hồi trước ấy, cách đây khoảng 8 tháng, cái hồi đấy là không biết cái hiện tượng tễnh chân nó là cái bệnh gì đâu. Và nó núp thẳng luôn, là hồi đấy cũng không điều trị được. Đây này, nó giống như con này này, nó cứ tễnh chân rồi này. Đấy. Đây, nó cứ tễnh chân như này. Hồi ấy bị rất nhiều, rất nhanh, mà mình cũng đưa thuốc cho anh ấy mà mình không thể nào khỏi được. Cũng xin chia sẻ một điều rất là riêng tư với có vài anh chị nữa. Cái anh Thắng này luôn là anh ấy ở Hưng Yên. Mình cũng đã tự anh ấy quý mình á, nhưng mà mình cũng đã từng bảo là mình sẽ không chữa đây. Mình không chữa cho bác ấy nữa, bởi vì là thực ra là mình làm cho bác ấy khoảng 20 đàn rồi, từ hồi mình từ Tuyên Quang về Hưng Yên làm việc ấy, thì mình chữa khoảng 20 đàn rồi cho bác ấy, nhưng mà được đúng một lần thôi, nhưng mà bác ấy rất là quý mình. Thì hồi đấy nó có ở trong đàn, trong khu vực của nhà bác ấy này, chăn này nó có nhiều cái vấn đề lắm. Thì hồi đó thì làm cũng chỉ theo cái phương pháp thông thường như mọi người đang dùng thôi, đó là dùng kháng sinh để điều trị Equili rồi bại huyết nó kia, chứ đâu có biết bệnh như tình trạng này đâu. Đây nhá, xin giới thiệu mọi người, đây một con này nó đang bị cái tình trạng này. À, con này gãy chân mất rồi. Không hiểu vì sao cái bệnh reo virus này nó rất dễ gây tình trạng gãy chân nhá. Đây này, mọi người thấy này, cái bàn chân nó rúm à. Đây nhá, bàn này nhất là cái biểu hiện bên ngoài gồm có ho hen nhá và hiện tượng tễnh chân. Đây mọi người thấy này, đây, các bác nhìn nhá, đó các bác nhìn thấy không, đây tễnh chân này. Con này đang đấy, con vịt này đang tễnh chân này. Đó, đi nó cứ lò gò nó nhảy 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 này. Đấy, và đặc trưng của cái tễnh chân này, nếu mà khi mà cầm con vịt bị tễnh chân đấy lên, mọi người sẽ thấy là cái chân mà nó bị đau ấy thì nó thường sưng to lên, mạch máu nó dồn về, nó phù lên. Và chân này nó sưng to, xong đến một cái giai đoạn khoảng 2-3 ngày gì đó thì bắt đầu cái chân này nó bị teo lại. Đấy, tầm này thì nó vẫn ăn nhá, nhưng có thể sau 4-5 hôm mà nó sẽ có thể chết. Nói chung là sẽ chết đấy, chứ cũng không phải là dễ sống đâu, dễ được chị. Đấy, nó đi kiểu nhảy lò cò như này. Thì trước đây anh ấy rất quý mình có uống rượu với cái bác này, mình đã bảo thẳng luôn là mình không bán thuốc cho bác nữa. Nhưng mà đây là đàn mới quay trở lại sau khoảng độ 8 tháng nhé. Vâng. Đây để em đổi cái này cho. Đây anh nhìn đây, có một con tễnh chân đây. Nhiều mà, nhiều quá lắm. Thế bảo lên tiêm sớm đi, không phải sớm đi. Sau này có chết thì cũng làm người chăn vịt dầu, nhiều nhất nghĩa trang. Uống cho lắm vào. Shh.
Bán ngỗng rồi lấy qua mấy đi. Vâng. Có này bị rụt rồi gì? Ít nhiều bị rụt rồi đâu. Mỏ rụt, đầy rụt. Hôm nay mưa bẩn quá. Đáng ra biết thế này anh bảo trời đừng mưa xem. Ê, người ta bảo anh uống rượu rách rời ra làm gì? Ờ, nó đừng uống nữa thì còn nước mệt hơn. Đừng mưa. Ai bảo uống rượu đừng uống ai gì nhỉ? Anh Thắng uống rượu rách rời ra thì mưa lửa đông uống cho rách rời thật thì rách toạc là. Đang mưa thì... Có con nào là chân bánh ấy, có một số đấy. Rất dễ gây chân luôn. Anh tóm em một con tĩnh chân ấy. Đấy, đây. Nó gãy rồi. Gãy á? Ừ. Cái bệnh này nó cũng dễ gãy chân lắm à. Ờ đúng là gãy mẹ chân thì... Mấy con gãy liền rồi. Con anh chỉ người kia làm mà kia cũng gãy à. Đâu? Nó lại yếu à? Tẩy chân này, sưng chân này. Tẩy không chị ơi, con này có tẩy không? Sưng này. Ờ sưng rồi. Còn hen khạc thì biết rồi. Không cần tập trung vào đây đâu. Bộ ngoài ngoài này cứ để anh chị chuẩn bị quãi quậy đi. Có cái son không bắt dần. Đây mang ra dưới này. Cái ngoài này còn nước. Mổ quen. Làm nhiều đây à. Mổ gọn đây này. Quá bởi. Ok. Chính nơi đây này. Nặng. Đây kia sạch. Cầm lại. Kìa đồ ướt đi vào. Ướt đi. Mà em cầm như này thì em sẽ không dừng cam được. Đó, quan trọng gì là sử dụng cam. Cái này sưng to nhưng mà không được sưng lắm đâu. Chưa được sưng. Có con này đang sưng lắm. Bây giờ cái chân bị nó cũng sưng to này. Sưng to từ khớp này. Bị rồi. Đây chân này. Đấy nó sưng to này. Máu nó cảm giác nó cứ dồn xuống cái chân này. Nó mọng chân này. Sưng lên rồi. Đấy chân này. Xem nó xuất hiện đặc trưng hoại tử lách không nhé. Cái này em không quay. Không cần quay cái cảnh cắt tiết này. Vì vẫn phải cắt. Hả? Vì vẫn phải cắt. Cái này em sao biết rửa mỏ hay không? Có cái này rụt đâu. Có con trong đàn nó rụt. Bình quá ướt mưa rồi. Kiểm tra hai cổ này.
bình thường thôi. Còn đây. Này. Ngoài này kéo màng trắng màng gan bao tim này. Úi giời ơi. Con này chỉ nhặt cho con yếu quá. Ui. Này. Cái mương nữa này. Ui con này không. Đấy ngày xưa toàn gặp cái này rồi. Không chữa. Nữa. Không thể chữa được cho anh Thắng bao giờ. Bắt em một con tương đối thôi anh Thắng ơi, con này yếu quá, chị chọn con yếu quá. Nát bé bét này. Bắt em con tương đối khỏe, con này con của Duyên đang cầm bỏ đi. Đây. Nát như thế này thì được. Con Duyên cầm này. Đây, phải thử nốt này, nhìn thấy không? Rõ chưa? À, hai nốt này, đây một nốt nữa này, phải thử này. Sơ thịt ra nữa. Ngày xưa chỗ anh Thắng toàn bị như này. Chả biết đợt này chữa thế nào anh Thắng nhỉ? Ngày trước chữa, thề em vẫn nhớ có đúng một lần chữa khỏi. Là lấy lại thuốc trao rồi khỏi, nhưng cơ bản là đi chữa chỗ khác đâu có khỏi, lấy thuốc độc thế không đúng bệnh. Ôi anh Thắng, coi đàn này của anh bị nấm nữa rồi anh Thắng ạ. Nấm ừ, cái khẹt này của anh khẹt nấm rồi, nấm đấy. Tìm bao mã mà chẳng bao tìm. Anh cảm giác nó diễn biến nhanh không anh Thắng ơi? Ừ. Anh cảm giác diễn biến nhanh không? Nhanh ngay. Em bảo mới có 2 ngày mà bị hôm nay tương tương đối đấy. Nhanh. Đây. Tìm này. Đây. Tìm bao màng này, số điện tìm. Nhìn không? Ôi con nấm rồi anh Thắng, con nấm này anh Thắng ơi. Ui dịch mũi nhiều, sóng đờm nhiều quá. Con này nữa nhé, con này làm gì tới chân đâu, chân khớp bình thường mà. Cái bệnh này là chân nó, một chân nó cứ bị nó nhảy là vò xong nó cứ rúm chân lại nhỉ? Chân nó to. Anh bị đầu tiên đây luôn. Cái đấy ở đây bị liên tục. Có mỗi mình anh bị kiểu đấy. Đàn nào giờ bị kẻ đàn như nhà ông Phúc. Có bị đâu mà em gặp đúng một lần ở đây nói về tình trạng tĩnh chân. Còn cái con lúc đầu tên anh chỉ nó là bại chứ nó không đi được luôn. Còn cái tĩnh chân như là trước lúc cái đàn mà lên xong rồi thấy nó lạ hay không rồi. Đấy cái đàn nó một chân nó bình thường, một cái chân nó cứ to to nó sưng lên đấy. Đấy mà nó chảy nhảy ác thì nó búng hơi nhanh luôn. Vậy sao bọn nó chẳng chỉ chết một món ấy nhỉ? Không, nó chỉ đi cái tầm này thôi. Ừ, nhưng mà cũng chết luôn một món còn gì. À ừ, chết đi rồi. Thì ỉa. Không có chết. Hả? Thì ỉa.
Ủa, mùa mưa này thì anh có ai được cái gì hả? Tối về lập đàn tế trời, mai nắng ấm này. Cũng dễ chữa hơn. Mưa hơi bị khó chữa đấy anh ạ. Không, nó đúng rồi. Nó bị từ cái hôm kia rồi. Nó mưa rồi. Không đâu ạ. Cái hôm gặp em nó chưa bị à? Chưa. Hôm gặp em mới bác Phúc rồi. Chưa. Cái hôm đấy này để tiêm gì? Nhưng mà cái đàn này là nếu mà tính ra là vịt như thế này là muộn hơn những lần trước. Lần trước lên toàn vịt con đã bị. Ừ. Thế. Bao giờ tầm này nó chả bị. Nó chỉ bị cái tầm này thôi. Làm gì bị to này. Ngày thôi. Đấy, tệnh chân rất là nhiều nhá. Tệnh chân. Hà Nam gọi là bê chân chạy đấy. Mới thấy ở Hải Phòng. Ây, đây, 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 đặc trưng như này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây, xuất hết này. Nhìn được không? Đây nha, xuất hết hạch này. Đây, bao giờ mổ khám cũng phải kiểm tra cái hạch này. Cái hạch nói lên cái vấn đề virus nhá. Đàn hồi xưa nó cũng tầm này. Hồi xưa bé hơn. Nó cũng tầm này này. Sao mình phải điện cho mấy công ty mình hỏi mình cũng chả ai biết bệnh gì. Rồi đấy, cơ quan nội tạng con này ít hơn. Con này đây, nhìn thấy chưa? Này, đang xuất huyết này. Đấy, một chấm đỏ xuất huyết đây luôn, nhìn thấy không? Được chưa? Được chưa? Nhiều người họ mổ xong họ cứ để không người máu hết dây hết vào cái bệnh tích thì không nhìn được. Đấy, ví dụ như là lách này là bình thường. Nếu như mình không mổ cái hạt kia thì mình không thể biết được là cái vấn đề này ra. Chắc của duyên ạ. Không thể biết được đàn này có vấn đề về virus hay không. Đấy, chứ con này thì hạch lại bình thường nhưng mà cái lá lách lại xuất huyết. Đấy nên là khi mà kiểm tra là phải kiểm tra tổng thể các cơ quan miễn dịch. Lách có cả túi pha đấy. Lách túi pha rồi hạch thì mới phân loại được đàn có bị virus hay không. Đây, đang xuất huyết này. Đấy, đang huyết nhé. Thế thì con này chỉ có mỗi vấn đề về xuất huyết này. Mùa mưa này dễ bị nấm. Con này lại không thấy. Không thấy nấm. Vậy là kết luận đàn này là bị E. coli này. Bao giờ có E. coli này. Không thấy hiện tượng của bãi huyết nhưng mà sẽ đi vẫn điều trị sáp để diệt E. coli này. Tập tễnh với hạch xuất huyết này, với lách xuất huyết. Lách hoại tử là reo virus này. Bao màng gan này. Nấm nữa. Thế thì chỉ là này theo hướng nhiễu hướng đấy. Rồi. Hướng dẫn thêm. Để xuống đi thôi. Đây, hướng dẫn mọi người lấy găng tay sau khi mổ khám sạch sẽ đảm bảo. Như thế này. Mình cầm một cái này. Mình lột ra đây. Mình để như thế này. Ôi chết rồi, cái này bị đứt nhá. Hơi lỗi một tí, cầm một cái này. Ngáp vào đây. Gặp vào nhau. Thế là xong. Không ướt. Ok. Ôi, tôi. Xem xin đấy.
lấy vào cái nước này cũng được, không sợ. Em có nước uống này à? Nước uống ở đâu? Không, không được đâu anh ơi. Đấy, không Duyên ơi, Duyên có cái nước nào Duyên tráng cẩn thận đi, anh cái không nhìn thấy thì anh thì khiếp lắm. Đây. Đấy chắc vào anh nhưng... nói gì nói làm nó. Lấy hẳn nước tắm vịt đi rửa chai sắp để pha thuốc thì chết. Dùng 4 chai anh lên nhé, 4 chai này. Rồi. Thu anh thắng ấy, anh khóc thật mạnh vào. Ôi, xếp đâu? Còn mùi rượu đấy. Cho vịt uống rượu nữa. Đây là tối hôm nọ này, bọn nó bắt khổ của anh hết đàn gà tây. Mấy con? Hết đàn này bây giờ còn 3 con. Tổng bao nhiêu con? Hả? Tổng bao nhiêu con? 50. Khiếp, bắt còn đấy. Với 100 con vịt. Vịt này này. Anh ngủ ở đây mà săn. Anh ngủ bằng kiểu gì? Chắc đi uống. Hôm đấy không ngủ. Mẹ uống rượu rách rời ra ấy gì. Đâu, lấy đi làm. Hả? Lấy đi làm. Mẹ. À đúng cái hôm mà gặp Hưng đây. Ôi dồi. Gặp em gặp đen thế à? Đúng cái buổi tối gặp Hưng đấy. Hưng Duyên đấy. Khiếp, nó trộm kỳ. Mấy ba con gà sống ta. Ừ. Biết là ai không ạ? Dò ạ. Biết được thì nó là. Để nó ăn trộm còn không biết á. Ừ. Duyên anh xin mày đi Duyên ạ. Không mở nổi. Mở. Anh mở không? Mở cho này đây, anh để anh pha cho, anh cho con pha cho. Ai? Đấy, tạch cái là được, có cái gì đâu. Duyên, Duyên. Duyên. Không anh ngồm hàng ngậm ngạc. Tao anh đi không xử đi ạ. Phải tính cho đường trước. À, hay là trước đây mình cũng thấy tính nhưng mà mình không để ý nhỉ, mình cứ coi là bãi huyết thôi. Ừ đấy, thì trước nó toàn cái tính kiểu này nào. Sao nó mới chết nhiều? Bãi huyết, bãi huyết cái gì nữa. Có phải không? Bãi huyết như con lúc đầu anh bước vào này, nó dẹt chân đi cơ. Con đây nó đi nó nhảy lo cò nó nhảy đứng nó nhảy mà chân nó sưng to rồi nha, một chân sưng to rồi. Đấy, một chân sưng to đấy là gì? Vì mình cứ nghĩ là bãi huyết cái gì. Như trước toàn bãi huyết cái gì. Có chị đâu. Chị không nghĩ là bãi huyết. Năm ruộng. À, năm ruộng. Kể cả đàn ông Đại cũng bị, ông Phúc cũng bị. Thế mà nó là bài. Ông nào hao cũng nhiều. Ông nào hao ít đâu. Thế mà cứ nghĩ nó là bài viết thôi chứ. Cái hôm gặp Hưng ấy bảo là. Không phải đâu. Nó là cái gì đấy thì. Rút từ muối à? Reo, reo virus, còn virus chứ không phải đâu nữa. Đấy. Em mới biết thôi. Thế bảo là. Anh nếu mà phải như này anh tìm xét không? Nếu như mà đúng không có thuốc mới thì vẫn quan điểm như lúc đầu, hôm đầu uống rượu không phải đưa thuốc. Có khỏi đâu mà đưa bao giờ đâu. Chả khỏi bao giờ. Khỏi đúng một lần. Có một lần khỏi, tiêm cái gì nhỉ, lấy spec genta với đề sao, tiêm hoa khỏi. Có ba loại đấy. Có một lần là khỏi, chứ không phải là không khỏi bao giờ, khỏi được một lần. Và từ đấy là không bao giờ khỏi nữa, thế mới tài. Cứ bảo là áp lực dịch bệnh nặng nọ kia ấy nhỉ, thì cũng có thể áp lực. Hồi đang chăn nhiều cho này anh bẩn ô nhiễm. Bây giờ thì không ô nhiễm này anh ạ. Nhưng mà đàn này đúng là chắc là nuôi ít từ đầu, ít bệnh nào, to hơn lần trước nhiều. Nóng tan này. Nóng tan như này. Tan như này. Chị Duyên. Đều chưa đến 20 ngày. Gần 20 ngày. Nhưng Yến bảo là ngày trước là bị sớm hơn. Nóng tan này thôi. Nó chỉ tầm này thôi mà. Đi lon cho cái ruộng nhé. Nó đổ đâu? Không đổ cái này gạch mồm nhé. Sáng ta non mới đổ nhé. Nó đổ bao giờ phải đổ hết ruộng chắc nào nó đổ. Thì đúng thế thật cái gì? Thì mình nhìn cái chỗ nó chưa đổ. Đi cái chỗ nó có đổ hay không? Nhưng bị sao mà đổ? Bị sao mà đổ? Sáng nhìn có thấy đổ đã. Mới rượu nhìn. Nó sáng rượu nào? À không rượu sáng bao giờ rồi. Hôm qua. À hôm qua. Hôm qua mà nó còn đến sáng này. Em đây. Anh là thấp anh quá. Bao giờ đổ hết ruộng nhìn nào? Đúng rồi, chẳng cứ chẳng tiếp, ông không đi anh thắng rồi. Chẳng rồi. Anh thắng rượu, rượu tiêu hoa anh thắng chẳng. Coi giờ đúng là uống rượu vào nhìn đời nó lạc quan hơn hẳn anh nhỉ. Cái lúa đổ mình. Thực ra là mình cũng đổ ra cái lúa nếu mà để nó theo phương diện. Theo phương diện mà của ta đâu là mình vẫn thấy cái lúa làm. Ừ, đổ đi. Đúng không? Rượu cái lúa nó đổ, mình cũng đổ. Thế nếu mà nhìn cái lúa nó đổ thế này thì mình cũng làm như này rồi thì chắc chắn là cái lúa nó đang đứng chứ không phải là cái lúa nào. Cái rượu này nó từ cồn nó ra đúng không? Nó là sạch rồi. Sạch rồi mà anh chưa bắn được ao vào kia thì chết quá. Đá đông. Không, ý là kháng thể đó ạ. Azenu. Là
ngồi đây người ta cũng đa dòng đá đông đấy. Đá đông. Đá đông. À đúng rồi, nó là kháng thể đa dòng, ông này là kháng thể đá đông. À đá đông, đá đông à? Đá đông. À đá đông. Rượu với trẻ. Mất hoa. Rõ ràng bảo hộ sức khỏe. Vịt ngan. Rõ ràng đọc sách loại này chứ. Hết luôn. Hết lo bại huyết. Hả? Và E. coli. Hết đấy. Hết đấy. Hết một tí rưỡi. Chai muốn một tí rưỡi. Thuốc của mình đúng một tí rưỡi. Nếu mà không hết đổ chai nọ sang chai kia cái. Mấy lượt là được. Mấy lượt là được. Anh chỉnh cho em 0.8 á. Ờ 0.8. Bọt đấy mà. Bọt bọt thôi mà. Em cứ đổ tào cái bọt ra cũng được. Mình chưa nước không? Bọt thử kháng thể, bọt thử kháng thể. Kệ đó, đừng thổi. Cho nó dại. Bây giờ nó có loại kháng thể này. Vâng ạ. Từ hồi em tiêm cho bác Phúc nha, nếu như mà anh Thắng để ý nhá, em tiêm ở đây cho bác Phúc khoảng độ 3 tháng trở lại đây nhá. Bác Phúc nuôi rất đạt con luôn. Em nói thật sự luôn, mà em còn cái việc bác ấy điều trị hay không thì bác ấy hay kiểu sử dụng nước ao, nước hồ bác ấy điều trị thì nó vẫn có, chắc là nó có lấy, nhưng mà chắc chắn là trong 3 tháng trở lại đây bác Phúc nuôi cực kỳ đạt con luôn. Anh Lộc nói mà. Là sức chết liếng xiểng mà không phải nó là cái ông Lộc cũng bướng thật đấy. Mai bắt đầu mới quyết định tiêm tem bù su. Cái gì nổ nhỉ? Cho nay cho bọn nó huấn luyện bắn ở dưới. À. Ai cho? Thằng này thì ai? Được rồi.